Liên quan đến 11 lô sữa Similac được sản xuất bởi công ty sữa Fonterra tại New Zealand do ghi nhiễm khuẩn Clostridium có thể gây liệt cơ thần kinh, ngày hôm nay, đại diện các công ty sữa trong nước đều khẳng định không nhập nguyên liệu đạm quay từ công ty này. Đại diện một số công ty sữa sản xuất trong nước như Vinamilk, Nutifood hay Freshland Campina Việt Nam đều khẳng định họ không sử dụng nguyên liệu đạm whey của Fonterra cho bất kỳ sản phẩm sữa nào. Nguyên liệu đạm whey mà các công ty này đang sử dụng cho sản xuất các sản phẩm sữa bột đều được nhập khẩu từ Mỹ và EU. Sự cố nhiễm độc đối với lô sản phẩm có chứa nguyên liệu whey protein từ Fonterra không ảnh hưởng gì đến sản phẩm của các công ty trên, nên tất cả các sản phẩm của họ đang bán ở thị trường Việt Nam đều an toàn cho người sử dụng. Từ đến ngày hôm nay, đại diện công ty Abbott tại Việt Nam đã thu hồi gần hơn 12.000 thùng sữa Similac Gum Plus IQ dành cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi vì nghi nhiễm khuẩn Clostridium gây liệt cơ thần kinh. Hiện còn gần 1.000 thùng sữa nữa thuộc 11 lô sản xuất phải thu hồi sẽ được công ty tiếp tục thực hiện vào ngày mai.